thành phẩm của mình sau khi làm xong này các bạn nhé. Rất chi là ngon như thế này. Và mình mời các bạn cùng vào bếp làm món ăn ngon này với mình nhé. Các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rán tóc mỡ vàng ngon nhé. Để làm tóc mỡ vàng ngon thì mình đã mua thịt, đây là thịt má của con heo các bạn nhé. Nó có cả nạc cả mỡ này, khi chúng ta rán lên nó rất chi là vàng và ngon đấy ạ. Và để làm sạch cái phần thịt này, vì thường thì sủ phần má này nó sẽ hôi, thì các bạn sẽ làm sạch cho mình bằng chanh và muối nhé. Trước tiên thì mình sẽ làm sạch bằng muối trước để cho nó hết cái mùi hôi của thịt đi. Vì nhiều lúc đó, chúng ta ăn tóc mỡ này bằng thịt ba chỉ ấy, thì cũng được, cũng ngon, nhưng mà nó không thể vàng được bằng như kia thịt má, thịt sủ. Và thịt này thì nó rẻ chứ không như thịt ba chỉ các bạn nhé, nó vẫn thơm ngon. Chúng ta chỉ cần biết làm sạch nó đi cái thì này. Nhiều lúc mình mua thịt ba chỉ thì nó lại mỡ lại ra đằng mỡ lạc, ra đằng nó nhiều ấy quá ấy. Còn cái phần mỡ của thịt ba chỉ thì rất chi là ngấy. Sạch cái muối này để cho nó hết cái nhớt, cái hôi, cái thịt sủ. Mình chỉ cần vài phút sơ chế cái phần thịt heo này đi sạch sẽ thì chúng ta làm món ăn nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Đấy, mình một chút muối thôi mà miếng thịt nó đã trắng ngon hơn rất nhiều đấy ạ. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần chanh, chút chanh vào để mình chà lên cái phần thịt nhé. Chanh thì nó là axit tự nhiên, nếu mà các bạn không có dùng chanh thì chúng ta cũng có thể dùng giấm nhé. Thì mình dùng chanh thì nó thơm ngon hơn là giấm. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa lại cái phần thịt này để mình thái miếng ra nhé. Khi chúng ta dùng chanh đấy, nước thịt nó đã ra như thế này, đục như thế đấy. Các bạn có thể dùng cả bì này để mình rán mỡ lên nhé. Nếu mà không có sợ bắn thì các bạn có thể lọc bỏ cái phần bì này đi nhé. Mình đây này nhé, lọc bỏ cái phần bì đi cho nó đỡ bắn. Còn các bạn muốn thì có thể dùng cả cái phần bì cũng được. Nhiều lúc cái phần thịt sủ ấy, họ làm lông ấy, nó không được sạch ấy. Tức là lông sống ấy các bạn ạ. Thì họ cạo bằng dao, nhưng mà cái chân lông của lợn ấy vẫn còn. Thì chúng ta cũng không nên ăn cái phần bì nhiều. Bây giờ mình sẽ thái cái phần mỡ này ra nhé. Các bạn không nên thái mỏng quá và cũng không nên thái dày quá nhé. Mình thái đều miếng ra.
Mình cho chảo lên bếp, khi chảo nóng lên rồi thì mình sẽ cho cái phần thịt vào nhé. Đảo để cho nó hết cái phần nước đi. Và để cho cái phần tóc mỡ này nó không bị bắn thì các bạn cho mình vài hạt muối nhé. Và cái phần tóc mỡ này khi chúng ta ăn nó có vị đậm. Khi mình chỉ cần rán như này mình có thể ăn luôn với cơm mà nó có độ đậm của tóc mỡ. Mình cho nửa vừa phải thôi nhé, để cho cái phần tóc mỡ này nó chảy ra từ từ thôi. Đây các bạn, khi cái phần tóc mỡ này của mình nhá, dán vàng như này là được rồi. Và bây giờ mình sẽ nghiêng chảo để mình cắt ra nhé. Đấy, nghiêng chảo là để cho cái phần dầu nó chảy ra hết. Đấy, mình nghiêng để cho cái phần dầu nó ra nhé. Và bây giờ mình sẽ gấp cái phần ở đây, ở đĩa này. Hết cái phần tóc mỡ ra. Bạn, đĩa tôm mỡ của mình rất chi là vàng và ngon như thế này nhé. Và mình ăn nhé, nó cũng giữ được độ giòn béo ngon. Đây các bạn, tôm mỡ của mình giòn ngon nhé, mà lại cần có vị đậm đậm rồi, chúng ta không cần phải chấm thêm mắm, hoặc các bạn nào có thể chấm thêm mắm ớt nữa cũng được ạ. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ạ.